người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ này. Có chế độ AMS nè, tức là bấm nó tua qua bài kế bên. Khi về bên ấy em... à, tới bài kế á. Cassette hoạt động hoàn hảo nha. Còn radio á là đây, anten chìm. Radio là phần AM á là nó không có tín hiệu FM được nè. Máy đài sóng ngắn được nè. Bắt FM nè. Ừ, nó nhịp nhàng và sâu sát hơn. Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng công tác đảng và công tác chính trị chia sẻ thêm. Về phía phòng công tác đảng. Phó quên lối ta rồi, phó quên những chiều đón đưa hẹn hò, và rồi. Em này nó không có tín hiệu, cái này không biết nó xúc cái dây gì trong á. Còn máy đài sóng ngắn là ok nè. FM ok nè. Em hơi ngỡ người thương tình ai đầm đà ngày đó gọi tên nhà nàng cách gần giàn hoa cứ quanh tường nhìn sang chồn nhớ thương thầm. Rồi xếp lại đài này nặng khoảng 10 kg nha, chiều dài là khoảng 93, rất là to khủng, nặng 10 kg. Cái đài này là nó thiếu cái nắp pin này nha, nó mất rồi. Này à, đài Nhật xuất châu Âu nha, điện chuẩn là 220V. Rồi.